Vâng, và xin chào cả quý con, quý anh chị đang theo dõi video. Tôi tên là Nguyễn Đình Tùng, là kỹ sư trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Thì hiện tại tôi đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS và khu vực của tôi quản lý là khu vực Đông Hòa, Phú Yên. Thì ngày hôm nay tôi sẽ làm video này để chia sẻ đến quý con, quý anh chị cách phân biệt bệnh đục cơ cong thân và bệnh hoại tử cơ trên tôm thẻ chân trắng. Thì đầu tiên, bệnh đục cơ và cong thân trên tôm thẻ chân trắng thì có rất nhiều nguyên nhân. Thì nguyên nhân đầu tiên có thể là do tôm của anh chị bị sốc với các yếu tố về môi trường, ví dụ như là ánh nắng mặt trời. Thì nguyên nhân thứ hai có thể là do tôm của anh chị bị thiếu oxy. Thì nguyên nhân thứ ba là có thể là do khi sang tôm, thì tôm của anh chị từ môi trường cũ qua môi trường mới thì không có quen đối với môi trường mới nên rất dễ bị sốc môi trường. Thì nguyên nhân thứ tư cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, là có thể là do tôm của anh chị bị thiếu các chất dinh dưỡng, tôm của anh chị không hấp thu được khoáng chất ở trong nước và trong thức ăn, dẫn tới là sức đề kháng của tôm yếu. Thì khi anh chị giữ nhá trên 1 phút thì tôm của anh chị có hiện tượng là đục cơ và kèm theo hiện tượng là cong thân. Thì bệnh tiếp theo là bệnh hoại tử cơ, có một số điểm khác với bệnh đục cơ như sau. Thì bệnh hoại tử cơ thì tôm của anh chị sẽ bị đục ở một số nơi trên cơ thể của tôm chứ không phải là đục toàn thân giống như là bệnh đục cơ. Thì bệnh hoại tử cơ thì cũng có rất nhiều nguyên nhân. Thì nguyên nhân đầu tiên là có thể là do bị virus. Thì nếu tôm của anh chị bị hoại tử cơ do virus thì không thể nào chữa trị được. Và nguyên nhân tiếp theo là có thể do tôm của anh chị bị nhiễm vi khuẩn hoặc là bị ký sinh trùng. Thì nếu bị hai nguyên nhân này thì chúng ta có thể chữa trị được. Thì trên các điểm đục của tôm khi bị hoại tử cơ thì bắt đầu từ màu trắng đục chuyển qua màu đỏ, và tiếp theo là các điểm này thì sẽ bị hoại tử và tôm của anh chị có thể bị chết. Thì phương pháp xử lý đối với tôm của anh chị khi bị bệnh đục cơ cong thân thì anh chị sử dụng cho em sản phẩm là Nano Herbal, và anh chị đánh cho em một chai cho 1.000 mét vuông nước và đánh vào khoảng 8 giờ sáng. Và tiếp theo 8 giờ tối thì anh chị đánh cho em một chai Nano Herbal cho 1.000 mét vuông nước. Thì anh chị cần bổ sung các loại vôi, các loại khoáng như sau. Thì đầu tiên anh chị chuẩn bị cho em khoảng 30 kg vôi CaCO3 cộng với vôi COO ngâm lấy nước trong và pha với khoảng 5 kg khoáng Bomtech 30 cộng với 5 kg khoáng Mix 200 cộng với 10 kg Alkaline. Còn đối với phần về trộn ăn thì anh chị sử dụng sản phẩm là Nano Herbal, và anh chị dùng với liều khoảng 20 ml cho 1 kg thức ăn, và anh chị trộn liên tục cả ngày, và anh chị trộn trong vòng 2 ngày liên tục thì tôm của anh chị sẽ hết đục cơ và cong thân. Còn khi nếu anh chị bị hoại tử cơ thì anh chị cần điều đầu tiên là anh chị phải làm cho môi trường nước của mình thông thoáng. Thì anh chị đánh cho em sản phẩm ví dụ như là Bromix Edita với liều là 5 kg cho 1.000 mét vuông nước và đánh vào khoảng 9 giờ sáng. Nếu lận cận nhẹ thì anh chị đánh cho em sản phẩm là Detoxin. Còn nếu mà anh chị nước ao nuôi của anh chị lận cận nặng thì anh chị đánh cho em sản phẩm là CCF 5000. Thì sau khi làm môi trường của anh chị thông thoáng thì buổi chiều khoảng 5 giờ thì anh chị diệt khuẩn cho em là với sản phẩm là hơi thai với liều là 1 lít cho 1.000 mét vuông nước. Thì ngày hôm sau thì anh chị cấy cho em vi sinh là một gói cho 1.000 mét vuông nước và sử dụng enzyme là Episipol. Thì về phần trộn ăn thì anh chị đầu tiên anh chị trộn cho em là Cefo 98% với liều là 3 g cho 1 kg thức ăn, kèm với canxi phốt 10 ml, kèm với magie B6 4 viên cho 1 kg thức ăn, và anh chị trộn 2 cử trong 1 ngày, các cử còn lại thì anh chị trộn cho em
men tiêu hóa, men đường ruột liều cao, ví dụ như là EBCD, Virocip, Quadquinchim. Thì sau khi sử dụng quy trình trên thì em đảm bảo rằng tôi và anh chị sẽ hết đục cơ cong thân và bệnh hoại tử cơ. Thì nếu anh chị có những thắc mắc, những câu hỏi gì trong quá trình nuôi tôm, xin liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0378613648. Em rất vui lòng hỗ trợ và tư vấn anh chị. Thì lời cuối cùng là xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc bà con có một mùa vụ thành công, được mùa được giá. Vâng, em xin kết thúc video ở đây.